cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Cụ Lô Nhãn nha. Thì hiện tại là mấy chị em đang có mặt tại vườn của cô Năm để mình đi cắt lá chuối để ngày mai thì gia đình mình sẽ bắt đầu gói bánh tét. Anh Ba với chị Hai chào cả nhà đi. Chào cả nhà. Hôm nay gia đình nhà mấy chị em nhau đi gọt lá chuối chuẩn bị gói bánh tét cả nhà ơi. Tao xấu rồi vậy. Mấy chị em cũng đi gọc một ít thôi. Tại vì ở trong nhà là cô Năm cũng có cắt sẵn một ít rồi. Thì cô Năm nghe nói là gia đình mình năm nay sẽ gói bánh, thì là cô Năm đã tranh thủ đi gọc rồi phơi sẵn luôn rồi. Chỉ còn mai nữa là mình gói thôi. Nhưng mà mấy chị em sợ thiếu nên là mình sẽ đi gọc thêm. Kệ mình gọc, ở vườn mình cũng có lá nhiều cho nên mình đi gọc cho nó rộng rãi xíu cho nó. Để coi lỡ chờ nửa chừng cái mình hụt cái không biết kiếm đâu ra. Mấy cái lá này quá trời tốt. Lá quá trời tốt luôn ha. Trời, lá này lớn thành biết không, ở chợ là phải mua không đó cưng. Mua mà nhiều khi còn không có nữa đó. Mình ở vườn được nghề là quý lắm rồi. Về thì mình sẽ phơi tầm một nắng cho nó héo héo lại rồi mình mới gọc ra. Tại vì nếu mà cái lá mà mình phơi nó không khô là mình gói nó sẽ bị trét hả chứ? Cái lá cần phơi nắng cho nó héo héo vậy đó, giống như là nó có cái độ dẻo á thì mình gói bánh nó dễ hơn. Còn cưng để cái lá mà cưng vừa hái xuống á nó còn giòn á là nó tét hết trơn à. Mình về mình phơi xong là mình phải lau chứ đúng mình rồi, không có rửa được chứ. Mình lau á giống như cưng giặt cái khăn cho sạch vậy đó. Giờ cái gân lao nó để gân đem gân nhúng nước rửa ướt nhẹp luôn, khó gói lắm. Gì gặp ba Lộc rồi, về ba Lộc lấy mùi tưa rửa rồi đó. Ba Lộc lấy cái gì bắn bắn đó, bắn vừa té hết trơn luôn. Ba Lộc cái hạnh nó cháy quá chừng luôn rồi ba Lộc. Có thì cháy rồi. Nghe em hay chứ. Cái đu đủ cháy quá trời luôn vậy đó hả. Các mẹ em trồng cháy dữ thiệt. Ở bên khu Năm cũng có một cây đu đủ. Đu đủ này đu đủ đỏ ha ba Lộc. Đu đủ đỏ. Ba Lộc có ăn thử chưa? Rồi. Không, đu đủ này tết chân đẹp lắm không Phạm? Thường thường á là mọi năm chứ thấy ai cũng chân đu đủ vậy. Đấy, mình mẻ cái này về mình chân đưa nè. Rồi, ở bên nhà mình cũng có hả trời. Đu đủ đó là sai lắm à. Sầu dừa đủ xài. Đám rau của cô Năm nè, đám cải mần dưa. Cái này mình đo chị bệnh của mình luôn quá. Không biết cô Năm có mần dưa chứ không biết. Ồ, cô Năm kìa, cô Năm gà kìa. Cô Năm. Cô Năm có làm dưa cải chưa? Cô Năm làm dưa cải thôi. Cô Năm làm cải hả? Rồi. Cô Năm làm nhiều không cô Năm? Một keo, bự. Bự lớn. Đặng con biết nhiều, đặng nữa con xin. Ký là mình kéo được rồi. Cái này là cô Năm kéo rồi. Cô Năm gốc rồi, một vỏ rồi ha cô Năm. Gốc rồi, một vỏ rồi nè. Giờ mình ra sẵn rồi, ra giường cô Năm. Xin cô Năm dừa luôn. Để... Dạ, mai mình mới gói bánh được. Đây. Hôm rồi thì mình cũng nhóc chứ, lúc càng nó chứ là bụng nhóc. Hôm rồi thì mình qua xin về làm mứt, bữa nay thì chuyển qua xin về để gói bánh này. Rồi xin lá chuối luôn. Ồ, ba Lộc hay vậy. Buồn nó khô không ba Lộc? Ba Lộc leo 1 phút 30 giây trời. Ngoan ngoan Ba Lộc ơi. Dạ, cô chú anh chị mà có về miền Tây, về đặc biệt là về Cù Lao Nhãn thì Thành hứa hẹn là sẽ xin dừa của cô Năm để đãi cho cô chú anh chị mình. Thôi ổn rồi. Vườn cô Năm nhiều lắm. Vườn cô Năm là mẹ của Ba Lộc thì nhiều lắm cô chú anh chị. Dừa. Má trời ấy dừa luôn mà không có giá ổn quá. Thì hiện tại ở chỗ Thành đó cô chú anh chị, dừa tươi là một chục chỉ có 20 ngàn. Công nhận dừa khô rất rẻ thì chứ, bốn trái dán nhẹ tay à. Có thêm hai trái nữa rẻ. Được, nhẹ tay à, thiệt á. Thôi nó chơi chứ ai làm kỳ vậy. Đi chơi. Coi này đi không nè. Coi này đi con nha. Dạ. Em cũng đi mang cô Năm đốn lái về nè cô chú anh chị. Giờ mình về bắt đầu phơi. Ta chắc ta lạc rồi. Lát này thì lát hai anh em đi xin hồi tối. Khô rồi chứ ba đi vô. Sợ nó không khô quá vậy, hồi xin hồi tối về cắt trước.
nắng. Đâu vô quá trời, ban ngày không có thời gian. Rồi cái ban đêm đầu 8 giờ chạy đi xin lát gì. Đi xin rồi về thành với bà Lào phía kia hai với mẹ mới ngồi trẻ. Trẻ rồi sáng mẹ phải sớm. Giờ nó cũng muốn khô ha em bà. Cô ơi cô, chú dạ. Mai thích lên vô nè. Chú ba buộc cho ngay ngắn lợi đặng lý sao coi cho thẳng mà mình buộc cho dễ. Mình gói bánh này là hồi xưa là phong tục hồi xưa giờ hả em ba? Hồi xưa nay giờ mình có bánh tét mình thấy có lát nè, lá chuối nè. Để dạ. Chuẩn bị trước ngày trước, biết không? Dạ. Qua ngày sau mình cứ gói. Hồi hôm bữa mình đi thu hoạch thanh long là ở rồi đi ở trên Long Ẩn là thấy người ta phơi lá chuối rồi á em ba. Nó chuẩn bị sợ hết nó con, không có chuyện hết á. Dạ. Lá chuối gì nó cũng hiếm luôn. Dạ, mấy bữa nay là xung quanh nhà của Thành là bắt đầu bông hoa nở ra nè chú chị. Cái bông trái của mình là mẹ làm bông đó hả? Mẹ dạ. Làm bông cũng canh ngay trái luôn ha. Đây bông giấy. Đây là mai. Đây. Ở bên kia cây mai bên đây nở bông quá trời. Nó lập về tới đó sao sững sững. Ồ, anh ba. Mua cá có rồi chứ. Cái cây mai này là nở chắc tầm ngay 30 mùng 1 luôn rồi của chú anh chị. Giờ búp xanh hết trơn. Cả nhà ơi, thì bây giờ mình vô sẽ bắt đầu làm bữa cơm trưa. Ông cậu. Quên. Chào cả nhà. Đưa tay, chào con chị. Ủa chào chưa? Chưa. Ông chào lại lớn lên đi. Chào bà con chú. Ủa này, vô tay mới cột trống. Thì bữa nay mình sẽ chuẩn bị bữa cơm trưa. Bữa cơm trưa của mình thì mẹ có chuẩn bị hai con cá lóc. Dạ. Hấp bầu. Để ông chú cũng cho hai trái bầu. Dạ. Thì ông chú cũng ở gần nhà của chú chị. Lúc nãy là Thành với chế hai lên thì là cũng là hỏi mua ông chú. Là cái ông chú nói là ê, ông chú hỏi là mình con ai hả chế? Ông chú hỏi là con ai? Cái nói con của ông Tám Thất. Cái ông chú nói thôi, con của ông Tám Thất thì cho chứ không có bán. Nhưng mà tại vì ông chú cũng lớn tuổi rồi cô chú anh chị. Thì ông chú chắc cũng có cỡ 80 tuổi ạ. Tại ông chú thấy cha con ăn chay đó. Dạ. Rồi bầu thì ăn trái rồi. Chị em cũng gửi ông chú cho con. Cha ăn trái rồi đó. Dạ. Cũng gửi tiền rồi cho ông chú dạ. Tiền phân tiền thuốc. Tại vì hồi nãy ông chú nói thôi đi cho không có lấy tiền. Cái giờ chứ thấy vậy chứ nói thôi giống như ông chú chồng cực khổ lắm mới có được trái bầu thôi, ông chú lấy đi cho con vui. À, ông chú lấy đi rồi chuyến sau con lên con bé nữa thì con nghỉ trả cũng được. Vậy này là cá lóc này mẹ sẽ hấp bầu. Mẹ hấp bầu. Hai cái trái bầu này là bầu sau hả em bà? Bầu sau đó con. Bầu sau. Này bầu là mới là đúng là bầu sau luôn. Nhưng các loại bầu bầu nhiều nhất. Bầu đó ngọt. À, để mình cho thím ba phi tỏi với hành đó em ba. Thôi chảo để dành cho thím ba phi tỏi đó. Dưa đó con. Thím ba biết chảo đó ai lựa không? Ai? Chảo đó của anh ba Lộc lựa đó. Vì sao? Lựa về cho mẹ ăn chiên bánh tây yến đó. Đúng rồi, nhắc em mới nhớ. Này, ê, nãy giờ ba Lộc đi đi tiệm rồi con. Đi tiệm. Ê, về tới luôn đó hả? Trời đất ơi. Chồng Lộc chứ gì ta? Ba Lộc đi mua hai chiếc khóm đúng không cậu? Ba Lộc mua khóm làm chi? Cậu không biết bữa này nó để làm gì, để ăn chứ gì, đưa ăn với anh chỉ dụng gì. Về để gọt chấm muối không cậu? Muối đâu ngưng chị? Thì lúc sáng thì ý lúc nãy thì mấy chị em qua bên bên nhà cô Năm á không cậu, để xin lá chuối. Thì cô Năm cũng có gửi về cho được 2 kg me, mà me chín đó con. Thì về là mình đi mua khóm để về sên, ngào me để dành làm nước uống. Đừng đau. Mà cái món này là phải cho thím ba làm mới được. Món luộc của thím ba. Món luộc của thím ba đó. Đó. Con ơi, có ấy không con? Tắt đá đó ngon. Có dạ. Me. Làm đá me mới ngon. Con thích làm nước đá me hay chưa nắng á, cái mình làm ly ha. Để cho thiệt nhiều đậu phộng vô. Con trời cũng ơi, phải đậu phộng gan mình đâm cho nhuyễn nhuyễn ra. Bữa nay cho thím ba chỗ tài làm cái món cá lóc hấp bầu nghe thím ba. Sao cũng được, thím ba là biết nhiều làm hết khả năng thím ba. Hết khả năng. Có khả năng tới đâu thì làm dạ, tới đó. Đúng rồi,
chứ không có mà mộ mô mép thì có khả năng nhiêu làm hết nhiêu thôi à. Thật lòng mà thật tâm. Wow, con cá đẹp quá vậy. Con cá nằm trên trái bầu á nghe bà Lộc. Cái này cái mà chiếc bầu chở con cá nè. Đó. Này coi như là chiếc bầu. Vậy thì kém gì đúng kìa. Vậy là phải lấy dây quấn lại. Lấy dây quấn lại. Có gì lát mà lát mà lát. Tới bữa nay tới ông cậu rồi. Ông cậu tập gói bánh tét, hôm nay gói gì ông cậu? Cậu gói như gói bánh tét vậy. Nhớ rồi. Nhớ gì ngày mai gói nè. Ngày mai bánh tét kìa ông cậu ơi. Ba cậu có đăng ký cột không? Ông cậu chắc được kéo sao. Thấy ông cậu cột con cá lóc này là thấy đẹp phải không? Nó chơi nhưng mà ông cậu cột được là cậu cột khéo thiệt á. Đây mình nặng nữa ta, đây nặng đi chị. À mình cột cho nó chịu con cá đi. Ủa buộc hai bạn đó chị, hai bạn nó chắc thôi. Rồi chị cột thêm cái đầu con cá nữa. Ừ, lên chị hai bắt nãy giờ nước nó cũng sâu rồi. Hồi xưa giờ cũng mới hấp kiểu này lần đầu tiên quá hả ba. Thím ba cũng thấy đầu tiên vậy đó, còn thím ba coi cô mà không. Dạ. TikTok nó làm gì thế? TikTok à? Thì hiểu đó mẹ, cái lắp hấp cho cái bầu mẹ, cái lần là giòn. Để nắp ra được. Giờ mấy chị em đi chặt dừa, lọc dừa khô sẵn để mai mình nè. Gói sớm hết hả? Gói sớm. Nhớ chứ rồi, lọc dừa này mà thi lọc dừa chứ. Bà Lộc bằng cây búa thôi, bà Lộc tức vừa vậy. Giờ thử cái dao rồi nè. Thấy Lộc thấy ham quá hả em bà? Đó bởi mà thấy ham lắm coi, lúc rồi thấy vừa thấy tết rồi. Vừa là cháu nhà má luôn chứ mà. Anh cậu ngồi ở cổng cô chú anh chị. Cậu nghe giọng ở thằng anh. Đang tập ca. Ông cậu nói hôm gầy không có ca. Đây phục vụ cho cả nhà mình bài hát. Nhưng mà chưa biết bài gì đây. Đang luyện giọng hả cậu? Mình lột cỡ bao nhiêu, 7 cái nếp là cỡ bao nhiêu trái hả ba? 7 trái là con cao, 1 tí là còn 1 trái nữa con. Dạ. Vậy mình lột cỡ 8-9 trái gì nãy nè. Thì hao luôn. Thì hao. Chứ càng càng nhiều thì ngon gì hả ba? Càng béo, càng béo. Dạ. Cũng không có giá, không dạ. 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 Không có giá, vậy mà ăn cũng không có giá. Dạ. Mình gói cái này vừa khô quá thì nó không ngon hả bà? Khô quá thì dầu cũng ngon. Giờ mấy trái xanh là được không? Mấy cái này nè ha. Cái buồn này thì ngon. Còn mấy trái này thì nó khô, chắc nó khô sẵn luôn rồi. Cái ba nãy giờ chúng ta có hầm cá không? Chúng ta hầm cá này nãy giờ. Dạ. Này lọc dừa chuyên nghiệp quá. Tóc hành luôn, tóc hành. Tóc hành. Cái dừa này tốt quá trời nha. Vô tay. Hôm nay em cậu hát kìa, vô tay. Hôm nay con có hát bài nào không? Quá trời, người quá đẹp luôn. Quá trời. Không biết dạy con không thấy ba? Dạy con, người biết dạy con mà. Nhìn cái dừa ngon quá. Dạ. Nó hỏng không hả? Lần đầu tiên vô tay nó khen chế. Bữa nó chế làm gì á mà tự nhiên chế ngẫu hứng lên chế hát mình lên chứ à. Cái vô tay nghe được. Vô tay nói vậy, chế hai hát hay vậy mà chế hai không chịu hát. Chứ hai hát đi, vô tay cho chứ hai 10 điểm luôn. Vụ vô tay có nói. Đang chờ đó, kết quả sẽ thế nào đó. Rồi. Đẹp không? Sao có thể sao thì em bà cũng để hành vô. Quả hành này cũng mới chín tới quá em bà. Vậy nó xanh mới đẹp quá. Dạ. Vậy là bây giờ mình nhắc xuống luôn được hả bà? Đúng rồi con người, tại vì thím ba cũng canh con đang làm đó rồi thím ba. Nhắc cái hai nhắc này rồi. Wow, quá hấp dẫn. Wow. Cá lóc mà hấp gì chắc ngọt lắm đó không thành. Ừ, quá trời thơm rồi. Yeah, gọi cho bà Lộc ơi. Mọi chín rồi nha. Hấp hấp bầu hả? Cái lóc tắm bầu đấy mà. Cá lóc hấp bầu. Thơm quá trời thơm đấy mà. Tại vì thím ba lóc thiên với hành phi với con. Dạ. Ốc hành nó thấy cái nước đó là nó khoái. Cái món này là cái món ở nhà hàng rồi nha. Nhà hàng Cù Lao Nhãn nè ông cậu. Bởi giờ. Cũng nhà hàng mà sao nó lạ lắm. Khách yêu cầu cá lóc bầu mình là hà lòi luôn, thấy mình thấy không cháu? Hà lòi luôn. Đưa cho thịt đơn đúng không? Hà lòi luôn. Thế mà. Dạ. Ai yêu cầu mình có gì mình làm luôn rồi. À, mình gót nước mắm ra luôn đi cậu. Dạ, bây giờ Thành cũng xin mời cả nhà dùng cơm chung với gia đình Thành luôn nha. Mời cả nhà ăn cơm với cá lóc hấp bầu nha. Mời cả nhà. Mời mà cô chú. Nãy giờ Thành cũng quên
nói nữa là mẹ thì vô trong để vô nước biển rồi đó cô chú anh chị. Mẹ cũng mẹ bệnh thì cũng nhiều cô chú anh chị nhắn tin rồi cũng gọi điện rồi bình luận hỏi thăm quá trời luôn thì cũng dạ rồi cũng chúc mẹ là mau khỏe. Thì sẵn đây thì Thành cũng cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều luôn. Cái cá lóc hấp bầu này của Hembà chắc con chưa ăn nhưng mà con chấm trước là 10 điểm đó nghe Hembà. Hembà trước mắt là thấy mê, thấy hành xanh xanh, Hembà thấy mê, tại vì nó làm cái đường nó vàng vàng nó ngon. 10 điểm Hembà. Dạ. Con chấm ăn đi Hembà. Mạnh mạnh vô đi. 10 điểm. Thử coi. Ủa vô tay có đũa chưa? Ai muốn bấm thêm không coi? Còn nè. Vô tay mà không có mẹ cái là vô tay buồn rồi đó. Hồi nãy không chịu ăn cơm nữa đó thằng. Dạ. Buồn mặt buồn hiu rồi đó. Mặt buồn soi. Tám giờ ở biển nó ngồi kế bên ngồi hoài không hết chạy nước biển luôn á. Mẹ nói tối ngủ là mẹ con giật mình giờ nào là nó giật mình giờ đó đó. Anh hay nè. Mà mẹ con nói ha nó ngộ lắm nha, giống như thường thường nít ba mà tối ngủ là mê ngủ đúng không? Vậy? Còn này là ngủ giật mình nửa đêm là bắt đầu hỏi mẹ ơi mẹ ăn sao rồi. Trời ơi, nghe không có hiếu lắm mà nha. Dạ, chứ hai giúp Thành bệnh chắc ngủ luôn rồi không đây. Chưa nè, đúng gì đó, đúng gạt đầu rồi. Đúng ý, gạt đầu liền nha. Bầu mình mới hái mình ăn liền á. Dạ. Biết lâu mới ăn lại chứ bầu. Bầu của nhà vườn trồng. Bầu này xưa được không? Bầu sao hồi xưa. Nó ngọt. Trong các loại bầu là mẹ con thích ăn bầu này nhất luôn nè hả ba? Ừ, bầu này ngon. Dạ. Cái này chấm chao cũng ngon lắm hả ba? Không có gì ăn đó, mình luộc lên rồi mình chấm chao ăn cũng ngon. Còn lại thanh thanh đó con, khỏi gần sắc nha, dạ. Lại đó, dạ. Gần ghẻ ghẻ vô. Thôi là mẹ con thì thích ăn chấm với muối ớt á. Hình như là lúc mình chặt dừa thì con cũng thấy là ông cậu ở trong này, ông cậu luyện giọng. Vô tay nó ông cậu luyện giọng không cậu? Định nó hồi kêu ông cậu mà ca nha, vô tay. Không, ông cậu bữa nay hát rồi. À, ông cậu luyện giọng rồi, bữa đó ông cậu tự hát ơn rồi. Bữa nào lúc trước còn ở trong nhà, bữa nào thấy nằm trên võng mà ca tót tát là rồi chút rồi thấy. Bữa nay là lên clip á. Bữa nào ông cậu khỏe dễ biết hay không Thành? Tinh thần tư tấn hay không? Tư tấn rồi. Ông cậu khỏe, ông cậu nằm ca tót tát vậy đó. Vui trong mình nó khỏe. Dạ. Mấy người tâm trạng nó có. Ráng vui đi, sống 2 năm cuộc đời vậy cậu. 20 năm nữa là ông cậu 100 mấy tuổi rồi đó. Ba ơi. Ước cái sức khỏe đi, thấy không cậu. 2 giờ mình không có chúc ông cậu sống lâu 100 tuổi nữa mà chúc ông cậu sống gì trường thọ, sống hoài luôn. Kêu mà sống bất tử không chứ. Vào tay ăn cái này hình như cũng không quen hay gì. Bà thím làm ngon lắm á, vô tay ăn. Mẹ ăn vô rồi thôi hả ông cậu? Vậy giờ chuẩn bị hát bài hả ông cậu? Lâu quá rồi, trở lại với này, trường quay hôm nay á. Ông cậu hát về cái vùng quê tương lai của mình đi. Dạ dạ. Rồi ok. Vùng quê tương lai. Hay mình hát vườn rau tương lai của mình không hay không? Bây giờ cho cái vùng quê chứ còn hơi rộng hơn chứ. Cũng như thường á thì mình đợi hát ra ăn xong mình mới nghe hát, nhưng mà bữa nay mình đổi lại đi là mình vừa ăn rồi mình vừa nghe hát luôn nó mới hay. Còn đến với mà gửi đến quý khán giả cái bản là vùng quê tương lai của mà của Lưu Dung. Rồi mình vỗ tay cho cậu. Ngồi giữa quê hương nhìn ánh trăng lên pha vàng ngõ chút mai xa em rồi phía trời thăm thầm anh ơi hồn qua ngàn dặm gió mang về chung quê hương xưa cỏ rối chầm bề không còn những ngày vui bên đình làng cũ những đêm ngày trắng rụng dưới cầu ao một nửa cho em một nửa cho tình sông núi anh xa rồi mấy nước cũng chờ mong xin tha từ những thương cảm bâng khuâng xin tạ từ quê hương thân mến cũ ơi.
Ba hai. Ăn cầu. À, mới có con cao à. Mới có cao à con nữa. Cái khúc gà gấu còn. Cái khúc gấu khúc khúc gì mít đó. Chim của quê hương ngọt ngào hương lúa mới. Chân của quê hương nồng đầy trong gió. Tình của quê hương ất ủ chuyện hai người. Nếu một mai anh xa em rồi, con đường cũ mang mang tình hai đứa. Chẳng bên trời trên chết quạnh hiu mây. Nếu một mai quê hương mình loạn lạc, anh phía trời tính nhãn cũng mù xa. Em khờ dại bơ vơ trong khói lửa. Mẹ tuổi già sức ngón biết về đâu. Quá hay. Hay quá. Xin hết ha ông cậu? Ờ, dạ, bây giờ ông cậu cũng hát xong rồi. Gia đình mình cũng dùng xong bữa cơm. Thì bây giờ thì bữa nay cũng là cận kề cái Tết rồi. Trước khi kết thúc clip thì cũng Thành cũng xin phép là chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn gần xa, cũng như là cô chú anh chị và các bạn trong và ngoài nước, năm mới thật là nhiều sức khỏe, an lành, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Thì bây giờ video của gia đình Cô Đậu Nhãn đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở clip sau nha. Tạm biệt cả nhà.